tọa lạc ngay trung tâm quận Tân Phú, mặt tiền đường Tân Hương, với tổng diện tích 4.988 m², gồm hai khối nhà cao 15 tầng với một tầng hầm để xe, thuận lợi trong giao thông, cách sân bay 10 phút, cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, rất nhiều tiện ích xung quanh như cách chợ Tân Hương 0,5 km, gần trường trung học cơ sở Võ Thành Trang, siêu thị Co-op-Mart, Bixi, bệnh viện, trung tâm hành chính Lucky Apartment, thật sự là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư cũng như những người có nhu cầu về nhà ở. Có nhiều diện tích cho bạn lựa chọn như 50m², 56m², 78m² với đầy đủ các dịch vụ đi kèm, không thua gì một chung cư cao cấp. Bảo vệ 24/24 giờ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống máy phát điện, máy bơm nước, khu thương mại, nhà hàng nằm ở tầng trệt và lửng. Hồ bơi rộng 410m² được bố trí giữa hai khối nhà, bên cạnh sân tắm nắng và khu giải trí, tạo cho tòa nhà một nơi nghỉ ngơi hoàn hảo. Lucky Apartment có các trang thiết bị cao cấp như gạch ceramic lát nền, mặt bếp lót đá granite, tủ và kệ bếp treo tường bằng gỗ tự nhiên, hệ thống thiết bị vệ sinh hoàn chỉnh với mức giá chỉ từ 695 triệu đồng trên một căn, phương thức thanh toán tương đối linh hoạt, trả chậm trong vòng 18 tháng kể từ khi đăng ký mua nhà, khi thanh toán đến 70% thì nhận nhà, phần còn lại trả chậm sau 6 tháng, chủ đầu tư hỗ trợ vay ngân hàng không tính lãi suất. Mọi chi tiết xin liên hệ sàn giao dịch bất động sản Nam Việt, địa chỉ 250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0905 935 935, 0907 687 468.